Hạnh phúc khi ta yêu thương, tình người với bao buồn vui lắng sâu trong tâm hồn. Cuộc sống cho ta điều kỳ diệu. Chỉ cần ly nước. Alo, à, chú đấy à? Có chuyện gì không vậy? Cái gì? Bà ốm á? Về á? Bây giờ anh không thể về được đâu. Đợt này anh đang bận lắm, mấy cái hợp đồng quan trọng không thể bỏ lỡ được. Thôi, chú ở nhà chăm sóc cho ba, cần gì anh sẽ gửi về. Chứ giờ anh không về được đâu, thế nhé. Có mấy cái việc cỏn con mà cứ suốt ngày gọi, mất hết cả việc. Ba nằm nghỉ đi, ngồi dậy làm gì? Thế thằng hai có về không? Anh ấy bảo không về được ba à. Dạo này anh ấy bận lắm. Nó làm cái gì mà lúc nào cũng kêu bận? Nửa năm rồi cũng chẳng thèm về nhà lấy một lần. Mệt chết đi được. Lắm chuyện quá đi mất. Chiếc ô tô sang trọng đó vào nhà ai thế nhỉ? À, chắc là vào nhà ông Tư đấy. Nhà ông ấy có thằng con cả, làm giám đốc một công ty trên thành phố. Chắc là nó về thăm ba đấy mà. Vậy à, ông ấy có phúc quá nhỉ? Ông Tư, có khách đến nhà ông kìa. Một chiếc ô tô đẹp lắm, chắc là con ông về thăm đấy. Sao bảo là nó không về được cơ mà? Đúng vậy, rõ ràng anh ấy bảo là bận không thể về được mà. Anh hỏi ai? Chào anh, đây là nhà ông Tư phải không ạ? À? Đúng rồi, tôi là lái xe của giám đốc. Nghe tin ông bị ốm, nhưng giám đốc bận việc không thể về được. Giám đốc cử tôi đem những thứ này về ạ. Những thứ này là gì vậy? Đây là nhân sâm. Còn đây là thuốc bổ. Đây toàn là những thứ đồ rất tốt cho sức khỏe đấy ạ. Vậy à? Xin anh nhận giúp. Thôi chào anh, tôi cũng phải đi luôn, còn phải chở giám đốc đi họp kẻo không kịp ạ. Không phải anh hai về đâu ba. Đây là lái xe của anh ấy, đem thuốc về cho ba đấy. Nhiều thuốc quý thế này thì ba sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Ôi, ông Tư. À, các ông bà sang chơi đấy à? Ông có phúc thật đấy, có đứa con thành đạt giỏi giang, lại còn có hiếu nữa chứ. Đúng vậy, cậu ấy mua cho ông biết bao nhiêu thứ thế kia cơ mà. Có đứa con hiếu thuận như vậy thì còn gì bằng nữa. Ông là sướng nhất cái làng này đấy. Sướng cái nỗi gì hả các ông bà? Sao ông lại nói thế? Có đứa con hiếu thuận mua cho ông bao nhiêu thứ thế kia, ông phải vui mới phải chứ. Nhưng tôi không cần những thứ ấy. Cái tôi cần lúc này chỉ là một ly nước thôi. Hạnh phúc khi ta yêu thương, tình người với bao buồn lắng sâu trong tâm hồn. Cuộc sống cho ta điều kỳ diệu.